Vâng, rất vui được gặp lại 500 anh em. Chắc là giờ này anh em đang mải xem bóng đá hết rồi. Nhưng mà thôi thì tranh thủ lúc giải lao giữa giờ thì em mời các bác thưởng thức chút nhạc nhé. Bộ ghép hôm nay em muốn quay test cho các bác thì là một bộ phục vụ nghe nhạc trong phòng ngủ rất là hay và rất là tầm tiền, cả bộ khoảng trên 15 triệu một chút, gồm có âm ly Yamaha này, sub Yamaha cùng một đôi loa Duxel đến từ Tannoy, thương hiệu Anh Quốc. Con này là Tannoy E10 anh em nhé. Thế thì trước tiên thì mời anh em đeo tai nghe để thưởng thức trước, còn sau đó thì em sẽ quay đằng sau cũng như là giới thiệu thông số của từng món sau. Và trước khi quay test thì anh em nào muốn báo giá hay tư vấn mặt hàng gì cứ alo cụ thể cho số điện thoại của bà chủ nhé, 0912 572434, địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội, website amthanhbai.com, anh em có thể vào để tham khảo. Ok, bây giờ em sẽ quay test luôn ạ, mời anh em đeo tai nghe và thưởng thức nhá. Như Quỳnh và Trường Vũ, Không Giờ Rồi. Không vào giữa tình nhạc pha.
thêm ôm ơ. Không giờ rồi ta ngủ cho công nhận Trường Vũ với Như Quỳnh là cặp song ca quá là hoàn hảo luôn. Đấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu cụ thể hơn thông số của từng em một nhá. Âm ly em đang dùng là con Yamaha CA400. Con này có vỏ gỗ zin rất là đẹp này anh em này. Không có vết chảy xước nào nhá, rất là đẹp luôn. Con này thì công suất khoảng gần 100W và trước mặt của nó thì chỉnh được cả bát chép này, loudness các thứ rất là đầy đủ. Một âm ly tầm tiền luôn, chưa đến 5 triệu đâu, nhưng mà chất âm rất là hay, rất là trung thực. Đó là bản chất của dòng Yamaha như vậy, ngọt ngào, chi tiết. Các âm ly này thì có thể ghép được các cái loa bass 20, 25 này, hoặc là các cái loa Buxell kiểu như này anh em nhé. Ngoài ra thì em đang dùng thêm một con súp, mã là Yamaha IST SVK40. Con này thì công suất khoảng 50W, cũng rất là hay và để trong các cái phòng nhỏ tầm diện tích 20, 25, 30m rất là hợp. Rất là nhỏ gọn luôn anh em ạ. Cái kích thước của nó bé bằng cái đôi loa Tannoy bên cạnh thôi. Đấy, còn tâm điểm của bộ ghép hôm nay thì là đôi loa Buxell nhỏ mà có võ này, đến từ thương hiệu Anh Quốc. Con này thì là bass 16, gân cao su màng dày nén, đặc trưng của hãng luôn ạ. Cái âm bát của con này dày dặn, uy lực, và đặc biệt là cái giải chung với chép của nó rất là nhuyễn, rất là dịu nhẹ, đúng là đậm chất Tannoy huyền thoại luôn. Đôi loa này thì nghe nhạc nhẹ, hòa tấu trữ tình, nhạc vàng thì lại càng tê tái hơn anh em nhé. Đặc biệt là bác nào có âm ly rồi thì cũng an tâm nhé, bởi vì cái đôi loa của chúng ta rất là dễ ghép. Con này thì ưu tiên các cái âm ly đèn của châu Âu hoặc là các cái dòng âm ly Sixte của Nhật, như là Ma Răng này, Đờ Nông, Onkyo hoặc là Yamaha Pioneer, rất là dễ ghép luôn. Đặc biệt là kích thước của em này thì con này rộng 21cm, chiều cao là 39 và sâu là 23cm, để anh em có thể về đo đạc cái chỗ để của mình nhá. Trọng lượng khoảng 5,5kg, hợp trong các cái phòng chung cư hoặc là phòng nhỏ tầm 20-25m, rất là phù hợp. Con này đằng sau là Made in Brighton cơ, là hàng của Anh, đẹp zin thiếu thùng xốp anh em nhé. Con này có e căng zin này, e căng zin của nó đây ạ, rất là đẹp luôn. Tannoy. Bây giờ em sẽ quay đằng sau để anh em xem thông số một chút nhá. À quên mất, bác nào mà có thể muốn mua thêm thì chơi em đầu giải mã tích hợp 3-1 này nhá. Con này là Sony MXD D2 mới khui ra luôn, còn mấy em trong clip trước thì đã bán mất rồi. Con này bên này chạy CD độc lập này, hoặc là chạy MD độc lập này. Ngoài ra có thể thu ghi đĩa MD, hoặc là làm giải mã DAC không cần đĩa mồi. Như vừa nãy là em đang cắm giải mã từ chiếc iPad này xuống qua cái đầu giải mã này đấy, thì tiếng nó mới được trong với cả mượt như vậy. Em để tham khảo thêm nhá. Đấy, bộ ghép tầm hơn 15 triệu. Thì em sẽ quay đằng sau này xem thông số một chút. Đây, cái đầu Sony của chúng ta đây, Made in Japan. Có cổng vào quang này, dao quang này, cổng cắm giải mã cho điện thoại này, TV. Và đây là đường số âm ly. Âm ly của chúng ta đây, Yamaha CA400, vỏ gỗ rất là đẹp, hàng zin luôn đấy ạ. Những cái con đời cổ lắm như này, sản xuất những năm 975, em xem thông tin trên web là thế, mà giữ được cái
dáng vẻ như này phải là rất là hiếm luôn. Âm ly rất là tầm tiền nữa mà chất âm hay, trung thực. Made in Japan anh em nhá, điện 100V anh em lưu ý giúp. Đấy, các cái cục súp này cũng thế, súp này cũng điện 100V nhưng mà cái hàng này là hàng sản xuất sau năm 2000 cho nên Nhật sẽ đặt ở các nước thứ hai. Cụ thể đây là made in Malaysia. Đấy. Có thể cắm súp điện này, có thể cắm đường tín hiệu ở đây hoặc là cắm bằng dây loa như bình thường. Đấy, đôi loa Tech của chúng ta đây. Panoi thương hiệu Tech. Mã là E10, một đôi loa Buxell nhỏ mà có võ. Đấy, toàn bộ bộ ghép của chúng ta đây nhá. Ok. Đấy, còn bây giờ thì em xin nhắc lại là bác nào có nhu cầu báo giá hay là tư vấn mặt hàng gì thì alo cụ thể qua số điện thoại của bà chủ 0912572434. Địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội. Rất mong được giao lưu với anh em trên toàn quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Nếu anh em thấy clip này hay thì nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ cũng như là ấn đăng ký để theo dõi những cái bài đăng mới nhất của cả hai cơ sở bên em nhé. Âm thanh Khánh Hằng và Yến Âm thanh Bãi ạ.